39.000 một thứ là bà con của bác nhà mình là muốn nhập cái gì thì nhập, mà muốn phải hỏi giá không phải hỏi tiền, gì cái gì 39.000. Em thanh lý cửa hàng đổ đống giảm giá bà con của bác nhà mình, tất cả đồng giá 39.000, lân siêu thao chậu trong lời tất cả giảm giá của 39.000, gì cái gì 39.000 một thứ ạ. Còn cứ 39.000 một thứ, 39.000 siêu trong lời thao chậu cân lắm. Chương trình giảm giá cho bà con của bác nhà mình trong buổi chợ ngày hôm nay, bước ra lời đun nước từ giao thớt chảy cuối mâm siêu xong lời tàu chợ hoàn thành nghĩ để đánh giảm giá là 39.000 đồng. Lời đun nước ra, lời đun nước từ di vị thì đi cái gì 39.000. Chậu nhôm chậu lốc, lời nhôm lời lốc giao thớt chảy cuối mâm siêu xong lời giá là 39.000. Di vị thì đi cái gì 39.000 một thứ ạ. Và cứ 39.000 một thứ, 39.000 một thứ là bà con của bác nhà mình là muốn nhập cái gì thì nhập, mà muốn bốc cái gì thì bốc, không phải hỏi giá, không phải biết nghe lời đun nước từ chi tỷ tỷ đi cái gì 39.000. Lộc nhiên chậu lấp, lời nhung lời lấp đao tước chạy cuối mâm siêu sang lời thao chậu cân lắm. Chương trình giảm giá cho bà con của bác là mình trong lời 39.000 một thứ ạ. Và cứ 39.000 một thứ, 39.000 một thứ mà bà con của bác nhà mình là muốn nhập cái gì thì nhập, mà muốn bốc cái gì thì bốc, không phải hỏi giá, không phải chi tỷ tỷ đi cái gì 39.000. Mình trong buổi chào ngày hôm nay, tất cả các sản phẩm là cứ 39.000 một thứ. Cứ 39.000 một thứ là bà con của bác nhà mình là muốn nhặt cái gì thì nhặt, không phải hỏi giá, không phải hỏi tiền, gì cái gì 39.000. Siêu thau chậu xong rồi, tất cả giảm giá còn 39.000. Gì cái gì 39.000 một thứ ạ. Và cứ 39.000 một thứ là bà con của bác nhà mình là muốn nhặt cái gì thì nhặt, không phải hỏi giá, không phải hỏi tiền, gì cái gì 39.000. Trong buổi chào ngày hôm nay, tất cả các sản phẩm là cứ 39.000 một thứ. Cứ 39.000 một thứ ạ. Và cứ 39.000 một thứ, 39.000 một thứ là bà con của bác nhà mình là muốn nhập cái gì thì nhập, mà muốn bốc cái gì thì bốc, không phải hỏi giá, không phải hỏi tiền. 39.000 một thứ là bà con của bác nhà mình là muốn nhập cái gì thì nhập, không phải hỏi giá.
39.000 tỷ đồng. Và thứ ba, chiếm nhiệm vụ của con siêu sân mì hỗ trợ 5 năm. Chương trình giảm giá các bà con của bác mình trong buổi trả ngày hôm nay, tất cả các sản phẩm là thứ 39.000 tỷ đồng. 39.000 một thứ mà bà con đang đổ đống giảm giá, bà con của bác nhà mình tất cả đồng giá 39.000, mâm siêu thau chậu xong rồi tất cả giảm giá còn 39.000. Khi thì đi cái gì 39.000 một thứ ạ. Và cứ 39.000 một thứ. Chưa mua hết cả. Giá không phải hỏi tiền. Người đu nước ta là đu nước tự do thức chạy. Phải kiếm tiền luôn, mà lấy nó sáng trên cái bàn hết rồi. Đúng rồi, đẹp, đúng rồi, đẹp. Siêu xong rồi thao trọng em thành ý đổ đống giảm giá là cái 39.000 đồng. Thank you.
Bye.
Thank you.
Nhìn nhìn những quả chín này không nhìn, quả xanh đấy nhìn làm gì. Đã ngửi rồi. Được rồi. Kìa luôn cái ham cái kia không à? Cơm đi ăn cơm. Về hai chị ăn cám. Không nhẽ để. Đồ chơi đã. Đồ vốt đồ chơi đi không nha. Vốt đồ chơi này. Đâu. Đi lên chị ơi, lên 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 chị ơi. Cắt của em này. Ôi. Quay. Được cái gì? Con khác làm cho bác.
tháng 3 không, đứng xã thì chưa biết. Cho tôi sáng lên cái này cho đi. Má sống thì 27
Thank you.
đây để làm, không biết nào lại lừa mình cái gì. Thank you.
này dỗ quá cái lúc mày trộn đấy mà đang quay. Ta sống thôi vì là theo khoa học thì vì ta không có cái ấy, ta nghe là thế. Chưa quên bỏ ra mới chuồng quà đã giá rồi. Nhờ hơi mới chuồng quà. Thank you.
Nhưng mà vẫn là đất này bà. Không, đất này trên như này cái hương. Không, nhưng mà vẫn thông thông ra đây à? Không, không thông có tường đâu. Thế. Nó tưởng là vừa đi. Ông nọ. Cô ăn kìa bà. Nó ăn thế. Ví dụ có mấy bột kia xong mình mang mình rán. Bỏ vào cân nhé.
Wow, già chứ. Còn bật trâu nó vào. Vâng. Sâu nó vào bẻ, nó vào từ cái cẫm chạc của nó ấy, thì nó mới bẻ được hết cạnh. Đây, nó biết à. Cạnh đấy này. Wow. Hay lắm quý vị và các quý vị khán giả đón xem tại trực tiếp cùng các người trực tiếp đến từ liên đoàn siếc Việt Nam và rất nhiều những chú thú đóng quanh ngồi siếc khỉ, siếc thú, siếc chân tình cảm rồi sẽ được tiến tới. Đây cả rau quắm cả ô đây nha. Vâng. Uống nước không mà cầm vào đây cho. Bật kênh nào sai ý. Nào không sai để đi cho bà. Ủa chứ mày thoải mái. Riêng của nó thằng đấy nó Hải Dương nó đã đóng tỷ rưỡi tiền cổ phần từ năm nào rồi. Vậy mặt cái cành đấy sai chứ mặt thật sâu rồi chứ mình. Mình chỉ có con ong nào mà cứ sợ ong. Đấy, bà đi trùng sai kia kìa. Vâng. Càng uống nước đá này càng chết, càng đau họng. Bà nó cứ nóng rồi mà uống nước đá này mãi nó không khỏi. Nó lại càng đau họng. Mấy mai thì chưa hết phạt đến đầu mày thôi. Vâng. Phạt lực nữa nữa. Sốc xịt. Đã thế thì mày mấy. Đường như ba là còn mát ấy. Đang nắng lắm. Quay.
mát ngay đất hết này còn ngốc cũng đéo biết làm. Ta bị lật vào cái chỗ này chứ, lật vào cái cành mắc cái gì ngốc ngốc là con ơi. Ôi ơi, quá là vậy, nó ngọt thật không chứ. Vâng, nhạt chưa? Vâng, nghe cứ để cả lá này bà cứ ăn. Ừ, nghe bà. Ui, nát không? Quả nó nát rất ra. Bà không phải là ngất á. Động nhu nó được. Thế á? Chả bao giờ thấy động nhu. Dỗ tết đám xám ba bè không bên ta lo hết. Chả bao giờ thế rồi á? Không phải thấy động nhu đồng. Tết nhất bà lo hết. Tết nhất bà lo hết. Tết nó không phải mua cái gì đâu. Mỗi thịt lợn nó gì mua cái gì. Tết làm nào à? Cho hai cân gà tỏ lại hai con gà sống to khụ một con ba cân lại năm cái bánh mang cho mua mít thì thỉnh thoảng bác cho quả mua nhãn. Ê, mít mua. Mít mít đấy là mít gì mà to anh nhở? Mít đấy là mít Thái. Mít Thái to thế còn đấy phải 20 cân nhỉ. Hôm qua mà rồi bà. Rồi rồi bà. Bà đi. Bà đi. Thôi nha, có phải mang dây về không? Không ạ. Ừ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chưa? Đây rồi bạn. Đấy, hơn 2 cân đấy. Con đánh vậy nhá.
Thank you.
Thank you.
mà chắn đôi ấy, ngăn đôi hồ ấy. À quên, lão hồ đây rồi nhỉ. Quên, để tưởng nó lâu trì mang nhà bà đấy. Lão hồ thì... Thank you.
nào. Thank you.
Thank you.
đấy, một cân mốt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Bye bye.
Con lấy cả cái than này mình nấu nấu cho nó sôi. À thì à. Vâng. Đây. Bỏ.
Thank you.